Vâng, đây là vùng binh Đại Phú Gia các bạn, nơi giao nhau của hai tuyến đường là quốc lộ 19 mới và đường Võ Nguyên Giáp để vào thành phố Quy Nhơn. Còn đây là khu biệt thự Đại Phú Gia, khu biệt thự hiện tại là đẹp nhất ở Quy Nhơn. Đây là khu nhà phố các bạn. Còn đây là đường qua bên cầu Thị Nại, cầu Nhân Hội đó. Và hôm nay sẽ có một video đi từ thành phố Quy Nhơn qua với Nhân Lý cho các bạn xem nhé. Tình hình khu Nhân Hội hiện nay, cầu Thị Nại và xã Nhân Lý hiện nay cho các bạn xem. Đó, từ cổng biệt thự các bạn. Thời tiết thời điểm này ở Quy Nhơn khá là đẹp các bạn, nắng nhẹ. Buổi chiều thì thỉnh thoảng có mưa. Có mưa cũng không có lớn các bạn, mưa rào một tí thôi. Quy Nhơn vẫn chưa vào mùa mưa các bạn, chưa chính thức vào mùa mưa. Khoảng một tháng nữa thì bắt đầu mới vào mùa mưa. Hôm nay mới có đầu giữa đầu tháng 9 thôi. Đó, bên kia là khu đô thị An Phú Thịnh. Đó, họ cũng làm nhà phố quay mặt ra ngồi cùng bên Đại Phú Gia này, giống như bên Đại Phú Gia bên kia. Đó, đường này là vào Võ Nguyên Giáp vào thành phố Quy Nhơn các bạn. Đó, xe chở cái cuộn thép đúng quy trình các bạn. Được trồng các loại trà là này, hoa này, và đường vùng binh rất là rộng nha, rất là đẹp. Bên cạnh đây là khu lấn đầm Thị Nại, hiện tại thì vẫn chưa, bên này vẫn một số đơn vị họ đổ đất nhưng mà đến đây thì họ dừng rồi, họ dừng, họ không làm nổi các bạn. Đây bắt đầu vào cầu Thị Nại các bạn. Hiện tại cầu Thị Nại đang giới hạn tốc độ nha, đi khoảng 50 nè các bạn, 50 này. Các bạn tốc độ và bạn xe cấm vượt. Bên trong đây là đầm Thị Nại các bạn, hai bên luôn. Đầm Thị Nại thì rất là rộng các bạn, khoảng hơn 5.000 hecta. Phía bên phải này là thành phố Quy Nhơn. Cầu Thị Nại thì được khánh thành vào 2006. Cầu phần cầu chính có chiều dài là 2.477 m. Vâng, đã từng cầu Thị Nại là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, nhưng bây giờ là cầu ở Hải Phòng, dài hơn các bạn. Đấy, và bên kia đó là khu kinh tế Nhân Hội. Sẵn đây thì mình cũng quay một chút về khu kinh tế Nhân Hội cho mọi người xem. Hiện tại gần 20 năm rồi, khu kinh tế Nhân Hội hiện nay như thế nào. Toàn bộ
phố Quy Nhơn bên này các bạn. Nhân lý về cái hướng này các bạn, hướng trục quốc lộ 19B. Đây, đó, nhà máy sản xuất thuốc tiêm EU GMB. Của công ty cổ phần dược trang thiết bị y tế Bình Định. Nhân hội này thì còn 3.000 luôn các bạn.
trời này gần 20 năm các bạn, ngót nghét 20 năm rồi. Khu kinh tế Nhân Hội đến nay thì vẫn bao nhiêu vậy thôi, được lèo tèo vài cái nhà máy. Cây bàng quyển thì sinh trưởng không nổi bên khu bên này các bạn, có lẽ là do thiếu nước tưới, thiếu nước. Cái cây này mà các bạn vô Nha Trang á, cái đoạn đường mà ngay chỗ Đại học Tôn Đức Thắng các bạn, với ra bãi đường biển Nha Trang á, rất là tốt nha, rất to luôn. Thiếu nước tưới cho nên là khô cằn lớn không nổi. Vâng, đến đoạn này sẽ có một cái ngã ba, nếu mà rẽ về tay phải các bạn, chỗ cái bảng nó mờ rồi, nếu mà rẽ về tay phải khoảng 10 cây số nữa là xã Nhân Hải các bạn, với khu du lịch Hòn Khô và Maryland Hải Giang các bạn. Nhưng mà Maryland Hải Giang hiện nay thì đang đứng rồi, còn đi Nhân Lý thì với các tuyến thì chúng ta rẽ tay trái theo hướng mình đây. Đây có các nhà máy Long Vạn Phát đấy. Đó, như chỗ đây có người này, thấy cây bàng là tốt to. Xây dựng vài nhà máy dọc dọc chỗ ngã tư này các bạn. Đó, bên kia nữa này, vài cái nhà xưởng, còn lại là đất trống trơn. Đây là nhà Thiên Bắc này các bạn, mới xây dựng luôn. Nhà máy Iconic từ trung tâm thành phố Quy Nhơn mà qua bên này các bạn khoảng chừng 10 cây số, qua chỗ điểm này đây 10 cây số. Quốc lộ 19B các bạn, từ thành phố Quy Nhơn đi ra các tuyến, rồi từ các tuyến lên với sân bay Phù Cát, rồi từ sân bay Phù Cát lên với thị trấn Phú Phong ngay bảo tàng Quang Trung đó các bạn.
đường này thì điện cũng như là đèn đường đầy đủ các bạn nha. Đấy, rộng rãi. Và cái trục đường này cũng làm vì tương lai các bạn. Có 4 làn xe, 2 làn xe mỗi bên, và chính giữa có một cái khu đất chưa, đó sau này nếu mà phát triển thì mở đường vào phía trong này các bạn. Chừa một cái khoảng đất để mà trồng cây dương này, rất là rộng luôn, khoảng chừng 30m, 30-40m các bạn, rất là rộng. Vâng, đi du lịch Quy Nhơn thì tìm một chỗ mà để mà sống ảo và check in đồi cát thì bạn qua bên này nè, đó, qua bên chỗ đây có mấy cái đồi cát đang khai thác dở dang, có thể là lên đây chụp hình vài cái ảnh về đồi cát Phương Mai đó các bạn, trong đó rồi nếu mà có chuẩn bị cái ván trượt thì chúng ta có thể trượt cát cho nó vui. Đồi cát ở Phương Mai thì nó thấp các bạn, nhưng mà trượt cũng được, nó không bằng đồi cát ở Mũi Né nhưng mà cũng được các bạn. Đó, nhưng chỗ đây không có người chăm sóc này, mấy cây vàng đài loan này nó sống không nổi này bạn. Đó, liều quèo dày cái lá cây thì cành cỗi này đấy. Nhiều điểm du lịch mới nhưng mà cũng có những cái điểm du lịch rất là riêng các bạn, cũng rất là riêng, rất là đặc biệt. Tiến khoảng 10 cây số nữa các bạn. Thì hiện nay đi Quy Nhơn, từ Quy Nhơn mà đi Nhân Lý các bạn sẽ có con đường mới, đường tránh với cái đường cũ. Đó. Bây giờ mình sẽ đi đường này cho các bạn xem. Hồi trước thì có quay rồi nhưng mà đi cái đường này các bạn. Cái đường mới này. Đi từ Quy Nhơn qua Nhân Lý sẽ gần hơn cái đường cũ kia khoảng chừng 3 cây số. Đây rẽ vào các bạn. Hiện tại thì họ trải nhựa xong hết rồi nè bạn. Đó, trải nhựa ngon lành hết rồi.
này sẽ là một cầu thị nại từ bên Phước Sơn kia các bạn qua bên này. Đó, đường cánh dừa ngon lành này. Chỗ này rất là rộng luôn các bạn, rộng tới 45m này, tính cả vỉa hè rất rộng này. Đường thì có 6 làn xe, nhưng mà tới kia thì lại bóp lại còn có 18m thôi. Quá đẹp các bạn, hôm nay đó trải nhựa ok hết rồi, quá đẹp luôn. Rồi mấy cái nhà tạm kia họ thi công xong, bây giờ họ dỡ này, công nhân họ dỡ luôn. Đó, dỡ tôn hết nha bạn nha. Dỡ nghỉ, xe trai nhựa cũng xong hết rồi. Bây giờ thì cái đường này còn làm một việc nữa, đó là kẻ kẻ vạch đường các bạn, kẻ lên đó. Và trồng biển báo như thế này này. Đó là xong. Còn cây thì họ trồng rồi. Trụ cảnh báo thì cũng trồng luôn rồi các bạn. Bây giờ mà ai Quy Nhơn mà đi du lịch nhà Nhân Lý thì đi đường này nha các bạn, không cần phải đi qua đường cũ bên kia. Đường cũ bên kia thì đỡ dành cho từ những các tuyến về FLC về Nhân Lý. Đường này sẽ lên một cái con dốc cũng tương đối cao chỗ này các bạn. Đường này thì dài 2,6 km, dự kiến hoàn thành khánh thành vào đầu năm 2005, nhưng mà hiện nay đã xong rồi. Khánh thành thì thời gian nữa sẽ khánh thành. Bữa trước khoảng 10 ngày trước các bạn mình đi thì đoạn giữa dốc này họ chưa trải nhựa, nhưng bây giờ họ trải nhựa rồi này. Đó, rất là đẹp nha. Còn đường lên dốc này là lên điện gió các bạn, điện gió Nhân Hội đó. Lên đó thì sẽ ngắm được toàn cảnh thành phố Quy Nhơn và xã Nhân Lý. Đó, lên tới đây là đỉnh dốc các bạn. Tới đây là đỉnh dốc. Đường này mới cho nên lác đác chỉ có vài cái xe đi thôi các bạn. Trước mà từ Quy Nhơn qua Nhân Lý thì 20 cây, còn bây giờ thì chắc chỉ còn 17 và 8 cây thôi. Đi đường này, đi mới này. Của xã Nhân Lý nè bạn, đấy bây giờ họ quy hoạch ra ngoài dọc cái con sông con mương này nè. Đó, quy hoạch nghĩa trang mới, còn nghĩa trang trong phố kia thì sẽ giải to.
đây là đường cũ này, đường đây đường cũ các bạn, đường dân đang đi á, dân về du lịch đang đi. Vẫn nghe phong phanh con đường này là sau khi mở đường mới thì con đường cũ này sẽ tập đoàn bên FLC này họ sẽ làm lầm lại, họ làm đường nội ô trong cái khu của họ các bạn. Bên đây thì đó lác đác thì cũng có công nhân làm trong cái khu mới của FLC này. Qua đến đây là qua đến xã Nhân Lý rồi các bạn, đó trong đó là xã Nhân Lý, còn bên tiệm phải đây là phóng lên khu du lịch Kỳ Co. Mình đi thì chỗ đóng cái Kỳ Co này xe cộ đậu khá là đông á, còn bây giờ thì không thấy xe luôn, chạy dọc qua bên Bãi Bắc này một xíu cho các bạn xem một xíu. Resort FLC thì được khởi công vào năm 2015, đến nay là 10 năm chẳng rồi các bạn, và đưa vào sử dụng vào hè năm 2016 đó, cho nên là một resort khi mà đưa vào sử dụng đến hiện nay vẫn đang là đỉnh cấp nhất nhì Quy Nhơn hiện tại các bạn. Vâng, đây là khu mở rộng của xã Nhân Lý các bạn nha. Còn vào trong kia là khu dân cư hồi xưa tới giờ. Đường đây gọi là đường Bãi Bắc các bạn, còn đường Bãi Nồm thì nằm ở phía dưới này một xíu, khoảng 2 cây số. Vâng, hiện tại thì bè người dân kéo lên hết trên bờ rồi bạn, không hoạt động ở dưới biển nữa. Mùa đây đã bắt đầu mùa mưa bão lũ, chuẩn bị vào mùa mưa bão ở Quy Nhơn, ở Nhân Lý này. Đấy, đây là đường Bãi Bắc các bạn, khá là đẹp. Hiện tại thì mở rộng và trải nhựa xong rồi đó, đó bạn. Đấy, đường này khoảng cây số từ đây qua bên núi bên kia, núi đó là qua núi đó là cái khu du lịch Eo Gió đó bạn, còn đây là một vùng cung biển Nhân Lý nè bạn. Xa xa hơn kia là biển Cát Tiến và biển Trung Lương đó, rất là đẹp.